Và như vậy là tiếng gọi bắt đầu hiệp 1 của Trọng Tài Chính cũng đã vang lên. Và trong hiệp 1 này thì cầu thủ Vic Ecommerce sẽ là những người được quyền giao bóng trước của họ ra sân trong bộ trang phục áo xanh quần đen, là những người bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Còn với các cầu thủ Low Idea thì họ ra sân trong bộ trang phục đó là áo đỏ quần đen và sẽ là những người nắm giữ phần khung thành bên phía tay phải chúng ta. Là những người đã thi đấu ở loạt 2 và ngày hôm nay thì ban tổ chức đã quyết định xếp cho hai đội bóng này lên chơi ở loạt đầu tiên. Và lại cội phản công dành cho Vic Ecommerce, đường truyền dành cho Phương Đan, khoảng trống đây rồi, chân trái và không vào. Phản đòn dành cho các cầu thủ Low Idea, không đủ người và quyết định chậm lại. Đường truyền hay, cơ hội. Câu trả lời tiếp tục là pha phối hợp và có dấu ấn của Hoàng Minh. Trung Hiếu, tiếp tục là Trung Hiếu thoát xuống đáy biên, ngay lập tức là pha ra chân đến từ ngoại binh mang áo xuống. Bàn thắng rồi. Tuy nhiên thì trận đấu của chúng ta đã hơn một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 thì vẫn chưa được chứng kiến bàn thắng nào cả, mặc dù những cơ hội đã đến rất nhiều. Cố gắng phối hợp nhưng không thành công, thêm một cú đá nữa. Bóng tiếp so với đối phương phải khả năng kết thúc ở lúc này. Ngọc Mạnh, cơ hội, vào. Một không dành cho Vic Ecommerce. Và rồi cuối cùng thế bế tắc của trận đấu đã được khai thông ở phút thi đấu thứ 28 của trận đấu này. Pha dứt điểm của Ngọc Mạnh. Hoàng Anh, cầu thủ bên phía đội bóng Vic Ecommerce đang cố gắng tận dụng nốt những pha bóng ở phút cuối này. Thêm một pha dứt điểm và lưới của các cầu thủ bên phía Low Idea đã phải rung lên. Lần thứ hai mà lưới của thủ thành Đường Huyền Minh rung lên ở trận đấu này. Đó dường như là một tình huống đá phản lưới nhà đến từ cầu thủ áo đỏ. Chúng ta hãy cùng nhau xem lại rằng chuyện gì đã xảy ra. Đưa bóng vào của Công Minh, bóng đập người của cầu thủ mang áo số 99 Lê Ngọc Hiếu trước khi bay về khung thành của cầu thủ Low Idea. 2-0 dành cho cầu thủ bên phía Vic Ecommerce chỉ trong vòng 2 phút. Một tình huống treo bóng vào cực kỳ nguy hiểm, nhưng có vẻ như là chưa có điểm chạm khi mà trọng tài chưa thổi còi và cũng không có dấu hiệu gì là muốn chỉ tay về chấm giữa sân. Dành cho chân sút mang áo số 47 Phương Đan, lắc vào trung lộ. Phương Đan qua người, chưa thể đá ngay. Phương Đan cũng chính là người đã mang tới 4 cú đá ở trong hiệp thiếu thứ nhất và đều là 4 cú đá trúng đích. Và dường như bàn thắng đã tới với cầu thủ bên phía Vic Ecommerce. Một tình huống lộn xộn và lại là một tình huống khá lộn xộn, nhưng nó cuối cùng đã được giải quyết. Thêm một cú đá nữa, không vào. Quá người, thợ sửa trái tim, lắc vào rồi, thợ sửa trái tim. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-4 dành cho cầu thủ Low Idea. Thợ sửa trái tim đã mang tới sự chữa lành dành cho những cổ động viên của Low Idea. Pha xử lý quá ấn tượng và dứt vào trung lộ trước khi thực hiện một cú vẩy mã ngoài thủ của đội bóng Low Idea. Và cắt bóng tốt ở khu vực giữa sân, qua người thành công. Thêm một đường truyền tốt của Quốc Toàn được mở ra, thêm một cú đá nữa. Những pha xuống biên ấn tượng lúc này đến từ cao thủ Low Idea sau khi họ có bàn thắng đầu tiên. Chúng ta hãy cùng xem lại pha qua người trước đó của Quốc Toàn mở ra cơ hội dành cho Minh Quân. Và cú dứt điểm bằng chân trái của anh đã khiến cho Ngọc Thịnh. Tiếp tục lại là một tình huống ném bóng dài lên phía trên, khống chế tốt. Cơ hội mở ra. Đá chưa? Cơ hội đây rồi. Vẫn chưa có bàn thắng tiếp theo dành cho Vic Ecommerce. Đường truyền tốt, quyết định dứt điểm.
Một tình huống đấm bóng như chơi bóng chuyền của thủ thành Ngọc Thịnh. Qua rồi, tốc độ của Hoàng Anh, khoảng trống lộ ra. Hoàng Anh, cú đúp của Hoàng Anh. 6-1 dành cho cầu thủ Vic E-commerce. Chính xác là 5-1 dành cho cầu thủ Vic E-commerce. Pha thoát xuống và cú đá quá căng. Tiếp tục là quả tạt đánh đầu. Lần này thì đó là một set tennis dành cho cầu thủ Vic E-commerce. Bàn thắng được ghi ở phút thi đấu thứ 53 của trận đấu do công của cầu thủ mang áo số 14 Nguyễn Đức Bình. Một quả tạt đã rốt thẳng với phía cột. Đường chuyền hay, khoảng trống lộ ra, thợ sửa trái tim cơ hội tiếp theo. Lần này vẫn là pha đối mặt. Đánh đầu. Nỗ lực dứt điểm của Hoàng Anh. Và đúng lúc này thì tiếng còi khép lại trận đấu của trọng tài chính cũng đã vang lên. Vic E-commerce họ tiếp tục ca khúc hải hoàn với chiến thắng 6-1 ngày hôm nay trước Law Idea với một cú đúp của Hoàng Anh. Một trận đấu mà cầu thủ Vic E-commerce hoàn toàn vượt trội so với cầu thủ Law Idea về cả mặt tâm lý, sự chuẩn bị kỹ càng của họ cho trận đấu ngày hôm nay. Và chiến thắng thứ hai giúp cho họ vững vàng ở ngôi đầu và hướng tới việc nhất bảng ở bảng đấu này. Quý bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ cho phút trước khi đến với những diễn biến ở loạt trận thi đấu thứ hai của giải bóng đá MLS Cup miền Bắc năm 2024 cùng với chúng tôi.